Bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại với kênh Sư Loan Vlog Đà Nẵng Today. Bây giờ đang là những ngày mùa hè nóng nực ở miền Trung, nắng gió. Có lúc ta vẫn ước mơ được thưởng thức một nơi có rừng cây mát mẻ để được hòa mình vào thiên nhiên. Hoặc được ngâm mình trong những dòng suối mát lạnh. Tất cả những điều đó bạn sẽ có được khi đến với khu du lịch Lái Thiêu. Nói đến Lái Thiêu là ta nghĩ ngay đến vùng trái cây miệt vườn ở miền Đông Nam Bộ. Nhưng ở Đà Nẵng mọi thứ đều có thể. Và đây là con đường ngắn nhất để đưa chúng ta đến trải nghiệm khu du lịch có tiếng tăm trên bản đồ và có ngay ở trong lòng thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn đi cùng chúng tôi. Khi đến thành phố Đà Nẵng, bạn hỏi đến cây cầu vượt Hòa Cầm là ai cũng biết, bởi vì đây là một cây cầu vượt sớm nhất trên lãnh thổ Việt Nam. Cho nên nhiều người nói rằng Đà Nẵng là thành phố của những cây cầu độc đáo. Mặc dù bây giờ nhiều cây cầu vượt khác hiện đại hơn đã xuất hiện, nhưng chúng tôi vẫn tự hào rằng đây là cây cầu ra đời sớm nhất. Đây là đường quốc lộ 14G. Con đường này để đi qua những vùng làng mạc của huyện Hòa Vang. Và chính con đường này để đi lên các vùng núi miền cao của tỉnh Quảng Nam. Và vùng núi non Điệp Trùng của thành phố Đà Nẵng đã hiện ra trước mắt các bạn. Đúng như lời của một bài hát về thành phố Đà Nẵng: núi trong lòng thành phố, phố trong lòng những khơi, quả là không sai. Đi trên con đường này, chúng ta có cảm giác như một cuộc hành quân về tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Cảm giác như đang đi ở vùng cao nguyên đá Hà Giang.
vẻ đẹp mê hoặc của rừng núi sông suối, nên các nhà du lịch luôn chọn nơi đây để đầu tư những khu du lịch sinh thái Thái. Và chưa đầy một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới khu du lịch Lái Thiêu, một địa điểm mà chỉ có trong mơ, cách thành phố Đà Nẵng gần ngàn cây số, bây giờ hiện ra trước mắt chúng tôi. Khi bước chân vào trong khu du lịch, cái cảm giác mát mẻ của vùng sông suối, rừng núi, vườn cây đã thu hút chúng tôi. Và tôi đã có mặt trong khu du lịch Lái Thiêu với tên gọi là Green World. Và một thế giới của màu xanh cây trái đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Và mặc sức thả bộ ngắm cảnh và tưởng tượng ra những phút giây được thưởng thức ở địa điểm du lịch hấp dẫn này. Thank you.
Khu du lịch Tái Thiêu cách trung tâm thành phố Đà Nẵng gần 30 km về phía Tây, có tổng diện tích khoảng 50 ha. Từ địa phận xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, cận kề với những khu du lịch sinh thái Bà Nà Hưu, Ngầm Đôi, Suối Hoa. Khi xây dựng khu vui chơi này, các nhà đầu tư mong muốn đây sẽ là một khu du lịch sinh thái tiêu chuẩn xanh sạch đẹp, mát mẻ, trong lành để du khách có những ngày nghỉ dưỡng thoải mái. Với thời lượng và khuôn hình cũng không cho phép tôi ghi được hết những cái thú vị ở đây, nhưng cũng cung cấp cho các bạn những hình ảnh đầy đủ để các bạn có thể hoạch định cho mình một kế hoạch nghỉ dưỡng sắp tới. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ đăng ký kênh để được xem những video mới nhất về hoạt động dã ngoại ở đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn.